Thưa quý vị, năm học 2022-2023 đã là năm thứ ba triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cả ba cấp học. Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, con người, nhưng các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động vượt khó, linh hoạt trong dạy học để truyền tải đúng tinh thần mới của chương trình đến với học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được bắt đầu triển khai đúng vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các cơ sở giáo dục của thành phố còn khó khăn. Tuy nhiên, các trường học, bản thân mỗi giáo viên đã nỗ lực tìm kiếm những phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó tạo những chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục. Cái chương trình mà 2018 thì đến nay là năm thứ ba, thì thấy là qua hai cái năm lớp 1 và lớp 2 thì học sinh nó có rất nhiều chuyển biến rất là tích cực. Tức là học sinh nó được hình thành nhiều cái năng lực phẩm chất và các em tự tin trong học tập. Cái chương trình 2018 này là giúp cho người học là tự chiếm lĩnh lấy kiến thức. Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu áp lực lớn về sĩ số học sinh trong những năm học qua, nhất là ở những quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê hoặc những quận tập trung lao động ngoại tỉnh như Liên Kiểu và một số phường của quận Sơn Trà. Mỗi năm áp lực này lại gia tăng, đè nặng lên hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp của thành phố. Đây được xem là khó khăn lớn nhất khi thành phố triển khai chương trình mới, sách giáo khoa mới. Việc triển khai chương trình phổ thông mới năm 2018 còn gặp nhiều rất là khó khăn, nhất là việc sĩ số lớp vượt quy định. Ví dụ như ở Liên Kiểu, sĩ à, số lớp ở bậc học tiểu học là quy định là 35 học sinh trên một lớp, nhưng mà hiện nay có một số trường đã vượt tới mức là 46 học sinh trên trên một lớp, như là trường Ngô Sĩ Liên trường Võ Thị Sáu, trường Tiểu học Trân Nữ Vương. Còn ở bậc trung học cơ sở là quy định là 45 tỷ lệ học sinh trên một lớp, nhưng mà hiện nay có một số trường như Nguyễn Lương Bằng là 52, 53 em trên một lớp. Thiếu giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng là một khó khăn chung của ngành giáo dục thành phố để đảm bảo giáo viên dạy tiên học tiếng Anh ở bậc tiểu học, các trường đã chủ động sắp xếp phân công giáo viên phù hợp, sử dụng kinh phí chi thường xuyên được bố trí trong năm 2022 để tính tăng thay cho giáo viên. Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là học sinh phải phát huy được năng lực phẩm chất của bản thân. Vì thế, sự chủ động của nhà trường và bản thân mỗi giáo viên có vai trò hết sức quan trọng. Cái gì mới bao giờ nó cũng khó, nó cũng sẽ gặp những cái trở ngại nhất định không tránh khỏi. Đấy. Nhưng mà với cái chương trình giáo dục phổ thông này ấy, thì có thể nói là cái áp lực đối với người thầy, người cô rất là nặng. Đòi hỏi họ, họ phải là dành rất nhiều cái trí tuệ, nhiều cái thời gian để mà chuẩn bị cho cái phần mà mình lên lớp để truyền thụ với học sinh và trao qua đổi lại với lại là học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 4.400 tỷ đồng đã được phê duyệt. Đến tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 86 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng. Bên cạnh sự nỗ lực của từ mỗi giáo viên, sự chủ động của các trường học, thì sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất con người chính là những điều kiện cần để chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai hiệu quả và thực chất.